Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 121 Nhạc ngưng nói xong liền nhún vai. Nhị ca thấy ngươi hành y tế thế cho nên cũng nảy sinh ra lòng dạ Bồ Tát, ngươi đừng trách hắn. Tần Hoan buông đũa, lau lau khóe môi rồi mới đứng dậy nói. Nhị công tử vốn là có thiện tâm chứ không phải là do ta, ta nào dám trách như ngươi nói. Hôm đó nhìn thấy vết thương của Ngụy Kỳ chi ta đã nghĩ đến rồi, chỉ sợ có chút không ổn. Nhạc ngưng khẽ a, à, một tiếng rồi nói. Thế thì phải làm thế nào? Tần Hoan thở dài, cứ phải xem qua đã rồi mới biết được, hiện tại liền đến hầu phủ đi. Phục Linh thu dọn bàn ăn, nghe thấy thế liền lập tức đi lấy áo choàng. Rất nhanh Tần Hoan đã chuẩn bị xong để rời phủ ra khỏi phủ leo lên xe ngựa, nhạc ngưng mới thở hắt ra. Hiện tại vụ án coi như cũng đã giải quyết gần xong rồi, ngược lại lại khiến người ta thổn thức. Người nói xem Ngụy Ngôn Chi sẽ bị phán tội thế nào? Tần Hoan nghe thế thì híp mắt lại, chần chừ một lúc mới nói. Đương nhiên là xét theo hình luật của Đại Chu, vụ án này Ngụy Ngôn Chi sau khi sát hại Tống Nhu đã tìm mọi cách để che đậy dấu vết, lại có lòng muốn hãm hại ta, xét cả về tình về lý thì cũng không có khả thể bào chữa giảm tội cho hắn cho nên chắc chắn là sẽ xử nặng hơn nữa một khi quốc công phủ biết tình nhân của tống nhu không phải ngụy kỳ chi mà lại là ngụy ngôn chi thì có lẽ tất cả mọi người trong hai phủ đều sẽ cực kỳ hận hắn mặc dù thường ngày ngụy lão gia thích con vợ lẽ hơn thế nhưng việc đã đến nước này thì tuyệt đối không có khả năng ông ta sẽ nói tốt cho ngụy ngôn chi còn có ngụy phu nhân đau lòng vì ngụy kỳ chi bị ngụy ngôn chi hãm hại người của quốc công phủ sẽ tức giận khi từ đầu đến cuối đều bị ngụy ngôn chi lừa gạt có khi lại còn âm thầm giờ thủ đoạn nữa cho nên hình phạt cuối cùng của ngụy ngôn chi chỉ nghĩ thôi đã biết rồi nhạc ngưng trầm mặc nói như vậy thì ngược lại cũng có thể hiểu ngay đó vì sao ngôn chi nhắc đến mẫu thân ruột của mình lại đau thương đến vậy phụ thân không phải chỗ dựa của hắn cộng thêm thân phận con vợ lẽ kia cho dù là đích mẫu hay là quốc công phủ thì mối quan hệ cũng không hề bền chắc chỉ có mẫu thân ruột mới vĩnh viễn đứng cùng phía với hắn thế nhưng tần hoan thở dài một cuộc đời bi kịch tạo ra một hành động bi kịch khác trong đáy lòng của ngụy ngôn chi thì khi đó mẫu thân hắn đã phải đơn độc một mình sống qua ngày cho nên bây giờ hắn chẳng qua cũng chỉ là quay về với hoàn cảnh ngày xưa của mẫu thân hắn mà thôi đáng thương đáng tiếc nhưng cũng đáng ghét và đáng giận nhạc ngưng nói xong cũng nhìn sang tần hoan vậy ngươi nói xem hắn đối xử với Tống Nhu có thể có thật lòng không? Tống Nhu nói ra tên của Ngụy Kỳ Chi có khi nào do hắn xúi dục không? Tần Hoan suy nghĩ một lát rồi híp mắt nói. Có lẽ là có hơi, còn có phải hắn xúi dục hay không thì ta cũng không biết nữa. Nhạc ngưng hơi kinh ngạc. Sao lại nói như vậy? Ngụy Ngôn Chi đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết Tống Nhu, nếu như hắn thật sự có lòng với nàng ta thì làm sao hạ thủ được? Tần Hoan lắc đầu. Tần Hoan bị giết tàn nhẫn là thật, thế nhưng trước đây hắn từng có chân tình với Tống Nhu có lẽ cũng là thật, hai vấn đề này cũng không hề xung đột với nhau, vì dù sao con người cũng có thể thay đổi. Ngụy Ngôn Chi là người thông minh nên nhất định từ sớm hắn đã biết hắn và Tống Nhu không có kết quả gì. Thế nhưng lôi kéo quan hệ với Tống Nhu có lợi cho hắn, chỉ dựa vào lòng ẩn nhẫn và tự chủ của mình thì hắn có thể đi trêu chọc khiến cho Tống Nhu sinh ra hảo cảm nếu chỉ trêu chọc thôi thì không nên làm ra chuyện vượt rào cùng với tống nhu thế nhưng hắn vẫn làm chẳng lẽ hắn lại là một tên hoang dâm vô độ vì vui sướng nhất thời nên mới phóng đáng hay sao cho nên mới nói có lẽ hắn cũng thật sự có tình cảm với nàng tần hoan thở dài giọng nói có hơi bi ai đương nhiên cũng không hẳn đúng ta chỉ đoán thôi có lẽ cũng có vài khoảnh khắc hắn muốn có kết quả cùng với tống nhu có lẽ hắn cũng từng nỗ lực rồi những sau này phát hiện ra đúng là hy vọng xa vời mà chuyện tống nhu mang thai lại càng để cho sự tình đi đến mức không thể khống chế được mới khiến cho hắn tỉnh táo lại, cuối cùng lựa chọn tiền đồ của chính mình mà thôi. nhạc ngưng chưa từng trải qua những chuyện thế này cho nên nếu như để cho nàng suy nghĩ thì nàng chỉ có thể nghĩ đến những chuyện trắng đen rõ ràng mà thôi. yêu là yêu, ghét là ghét. đối với nàng, nếu như ngụy môn chi giết người thì hắn chắc chắn là một kẻ máu lạnh vô tình. thế nhưng khi nghe tần hoan phân tích như vậy thì nàng nhất thời ngây ngần một lát sau nhạc ngưng mới thở dài lúc ngươi nghiệm thi thì bình tĩnh nghiêm trang đến mức khiến cho người ta sợ hãi lúc suy luận phá án cũng lời nói sắc bén cực kỳ phân minh ta vốn tưởng rằng ngươi ghét ác như thù ngươi sẽ không nói lời hay tiếng đẹp cho ngụy ngôn chi thế nhưng đến bây giờ ngươi lại cho rằng hắn đối xử với tống nhu không hoàn toàn là tàn nhẫn tần hoan ngươi lại khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi tần hoan lắc đầu trên đời không có ai trời sinh ra đã ác ngay cả người cực kỳ hung tàn thì trong lòng cũng sẽ có chỗ mềm mại. Kẻ trộm tiền của cũng có thể sẽ bố thí cho ăn mày, kẻ cướp hại mạng người khi trở về nhà cũng sẽ hiếu kính phụ mẫu bảo vệ thê nhi. Cũng không phải là ta muốn nghĩ tốt cho mọi người, mà thật ra những điều này chính là thế nhân thường tình, chỉ là do quận chúa ghét ác như thù nên mới không muốn suy nghĩ nhiều như vậy thôi. Nhạc ngưng nhíu mày. Đúng là, người nói cái gì cũng có lý. Tần Hoan nghe thế liền cười rộ lên rõ ràng là ta đang khen ngợi quận chúa, quận chúa không nghe ra sao. Nhạc ngưng hừ nhẹ một tiếng rồi thỏ tay vén rèm xe ngựa lên, hiện tại đã vào cuối tháng 8, khi trời mùa thu lan tới càng lúc càng lạnh, ngay cả vào ban ngày thì gió trời thổi đến cũng có cảm giác mát lạnh. Người từ Kinh Thành có lẽ hai ngày nữa sẽ đến, cũng không biết người đến là ai trong quốc công phủ. Ta thấy chi phủ đại nhân trong vòng 2, ba ngày nay phải phán xử xong vụ án này đến lúc đó Ngụy Ngôn Chi cũng bị áp giải về kinh. Phải đến khi tiến bước Ngụy Kỳ Chi cùng với người kinh thành đi rồi thì hầu phủ mới xem như thật sự yên tĩnh. Hơn nửa tháng nay đúng là dày vò quá mức. Nói đến đây nhạc ngưng quay đầu lại. Đại ca ta muốn đến sóc Tây Quân. Tần Hoan hơi sừng sốt. Đi sóc Tây Quân. Nhạc ngưng gật đầu. Phụ thân nói khả năng vào năm sau thì nhạc gia quân sẽ bị điều lên phía Bắc. Đến lúc đó cứ để nhị ca đi theo nhạc gia quân. Còn về đại ca tốt nhất cứ đến sóc tây quân rèn luyện, sóc tây do rẻ thân vương quản lý nên phụ thân cực kỳ yên tâm. Thế còn trì Điện Hà? Tần Hoan hỏi theo bản năng. Nhạc ngưng lắc đầu. Đại khái trì Điện Hà trong thời gian ngắn sẽ không quay lại sóc tây quân rồi. Tần Hoan nhíu mày. trì Điện Hà đã ở sóc tây quân tận 12 năm, sao bây giờ lại không quay về? Yến chỉ không chỉ ở tổng quân trong sóc tây 12 năm mà dựa vào chiến tích của hắn. Nghiệm Nhiên đã trở thành một người cầm quyền mới ở Sóc Tây Quân. Thế nhưng hiện tại hắn lại chuẩn bị quay về kinh thành, lần này hắn đi, lại qua vài năm nữa nếu như Sóc Tây Quân lại thay đổi một loạt tướng quân mới thì có lẽ uy danh của hắn trong Sóc Tây Quân cũng sẽ bị hạ thấp. Chuyện này hả, hình như có chút kỳ lạ. Tần Hoan vốn cảm thấy kỳ lạ, vừa nghe Nhạc Ngưng nhắc đến thì nàng càng cảm thấy đúng. Nhạc Ngưng tiếp tục nói: Mặc dù ta không hiểu nhiều mấy việc trong quân, thế nhưng suy cho cùng thì An Dương Hầu Phủ đã nắm giữ binh mã nhiều thế hệ rồi nên đương nhiên cũng biết một ít. Việc này, chỉ sợ có liên quan đến binh quyền trong sóc Tây Quân. Nhạc ngưng chỉ nói thoáng qua thế nhưng trong lòng tần hoan lại hồi hộp. Nói như thế thì khả năng tồi tệ nhất mà nàng vừa nghĩ đến sẽ thật sự xảy ra sao? Đột nhiên bàn bạc đến chuyện quân đội, Tuy nhạc ngưng biết không nên nhiều lời thế nhưng người đối diện nàng là Tần Hoan thì không có vấn đề gì cả. Hiện tại Sóc Tây Quân có thể tính là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Chu, thế nhưng binh quyền lại nằm trong tay của Duệ Thân Vương. Hiện tại thuộc về Duệ Thân Vương nhưng tương lại chẳng phải là Trì Điện Hạ hay sao? Hiện tại Trì Điện Hạ rời khỏi Sóc Tây Quân có lẽ là có kẻ muốn đoạt quyền nên mới giờ thủ đoạn. Từ xưa đến nay luôn có câu, công cao lấn chủ, nói thế này nhất định người sẽ hiểu. Tần Hoan khẽ gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến vết dao trên lưng Yến Trì, vết thương nặng như vậy nhất định là có người muốn lấy mạng hắn nên mới ra tay tàn nhẫn. Mà Tần Hoan từ sớm đã hiểu được tranh đấu trong triều đình Hoàng thất luôn luôn đẫm máu. Từ vụ án của Ngụy Môn Chi mà nói đến tận chuyện tranh giành binh quyền sóc Tây quân, đề tài hiện tại hơi nghiêm trọng nên lúc xe ngựa dừng lại ở trước cửa hầu phù thì sắc mặt Tần Hoan và Nhạc Ngưng đều hơi nặng nề. Mãi đến khi xuống xe ngựa đi vào trong phủ rồi thì mặt mũi mới tươi sáng lên một chút. Bọn họ đi thẳng đến viện của thái trưởng công chúa như thường ngày. Thỉnh an xong tần hoan lập tức cùng nhạc ngưng đi đến Đông huyền. Ngụy gia đại công tử đến đây thì cũng ở trong Đông huyền, ngay trong tiểu viện ở bên cạnh chỗ trước đây Ngụy Ngôn Chi ở. Nhạc ngưng ngừng lại rồi nói. Nói ra thì ngươi đừng chê cười, từ khi ngươi nói ngụy ngôn chi mang đầu của Tống Nhu vào giấu trong phòng suốt mấy ngày thì trong lòng mẫu thân càng sinh ra căm ghét. Người nói gian phòng Ngụy Ngôn Chi đã từng ở phải mời Pháp Sư đến làm lễ xong thì mới có thể để người khác vào ở. Tần Hoan nghe thế thì không hề thấy ngoài ý muốn. Phu nhân làm như vậy rất đúng, bình thường đồ đạc của người chết đã không thể đụng vào rồi, càng huống hồ là. Để cho phu nhân yên tâm thì cứ làm lễ thêm mấy ngày đi. Tần Hoan nói xong thì trừng mắt nhìn, nhạc ngưng lại cười rộ lên. Ngươi cái tên quỷ xảo quyệt này, chẳng phải trước đây ngươi nói không tin quỷ thần sao? Sao bây giờ lại biết khen ngợi mẫu thân ta làm việc tốt rồi? Tần Hoan tỏ vẻ láo cá. Lần nào ta đến đây thì phu nhân cũng lấy đồ ăn ngon đến chiều đãi ta, cho nên ta cũng phải có qua có lại chứ, đúng không? Được lắm Tần Hoan nhà ngươi, rõ ràng là ngươi sợ mẫu thân ta không cho ngươi ăn đồ ngon phải không? Nhạc ngưng vừa cười vừa mắng rồi dẫn Tần Hoan vào đông huyền quả nhân viện của ngụy kỳ chi ở sát vách với chỗ trước đây của ngụy môn chi đại khái là do tiếng nói chuyện của các nàng quá lớn nên còn chưa đi đến cửa chính ô thuật đã lao từ bên trong ra nhìn thấy người đến là tần hoan nên ô thuật đỏ mắt quỳ gối xuống nữ bồ tát tiểu nhân bái kiến nữ bồ tát tiểu nhân đa tả nữ bồ tát đã cứu công tử nhà ta kiếp sau tiểu nhân nhất định cũng sẽ không bao giờ quên hồi báo ân đức này hành động của ô tuật khiến tần hoan sợ đến mức nhảy dựng lên tần hoan nghi ngờ nhìn sang phía nhạc ngưng nhạc ngưng ho nhẹ một tiếng rồi khẽ nói nhị ca ta đã kể toàn bộ chuyện ngươi nghiệm thi thế nào ghép xương ra sao cho ngụy kỳ chi đừng nói là tên sai vật này ngay cả hiện tại ngụy kỳ chi cũng coi ngươi như ân nhân cứu mạng nhưng đây mới chỉ là một chuyện thôi chút nữa ngươi đi vào chữa cho hắn rồi thì hắn lại nợ ngươi thêm một ân tình nữa Tần Hoan nghe thấy thế cũng giờ khóc giờ cười rồi tiến lên nói. Ngươi đứng lên đi đã, ta đến đây để xem bệnh cho công tử nhà ngươi. Ô thuật lau nước mắt rồi mới bỏ dậy. Vâng vâng vâng, đã chờ nữ Bồ Tát rất lâu rồi, mời vào mời vào. Công tử nhà ta cũng đang chờ nữ Bồ Tát đó. Tần Hoan bất đắc dĩ. Ta họ Tần, trong nhà đứng hàng thứ 9, không phải nữ Bồ Tát. Ô thuật sừng sốt rồi lập tức nói. Vâng, cửu cô nương tiểu nhân biết người là cửu cô nương, ngày đó tiểu nhân đã nghe thấy chi phủ đại nhân xưng hô với người như vậy. Chỉ là trong lòng tiểu nhân người chính là nữ Bồ Tát, cả người và quận chúa đều là nữ Bồ Tát. Nhạc ngưng nhớ mày. Người cái tên này có phải là không muốn nghe lời đúng không? Nữ Bồ Tát cái gì chứ? Nếu không nói chuyện cho đàng hoàng thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn ta. Tần Hoan bất đắc dĩ thì cũng chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng, nhưng nhạc ngưng thì không như vậy. Ô thuật thấy các nàng hơi giận dữ thì vội vàng cúi đầu. Vâng vâng vâng, quận chúa bớt giận, tiểu nhân không dám, tiểu nhân nhất định sẽ sửa lại miệng. Nhạc ngưng vênh mặt rồi dẫn tần hoan vào trong. Trong phòng, nhạc thanh cũng đang nói chuyện. Y thuật của nàng ngay cả hoàng thần y trong thành cẩm châu cũng không sánh bằng. Có lẽ ngươi không biết hoàng thần y chính là ngự y từ trong cung, không chỉ 60 tuổi rồi mà từ xưa đến nay hắn đã chữa khỏi cho không dưới 8.000 người. Thế nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, gặp phải nàng thì cũng chỉ là kẻ bại trận. Tần Hoan đang bước vào nghe thấy thế thì khóe mắt run rẩy, Nhạc Ngưng bước vào trước cũng nhíu chặt lông mày, không nhịn được đành lên tiếng. "Nhị ca." Vừa dứt lời đột nhiên ánh mắt Nhạc Ngưng ngừng lại tại một điểm. Chương 122. Trong căn phòng này, ngoại trừ Nhạc Thanh thì còn có một người nữa, chính là Hoắc Ninh mà bấy lâu nay không thấy. Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc nhìn Hoắc Ninh thấy hắn đang đứng nghiêm nghị ở đó, cảm còn hơi vảnh lên cao ngạo. Nhạc thanh quay người lại thấy nhạc ngưng đang nhìn hoắc Ninh thì cười nói. Hoác công tử đến đây để thăm Nguy Huynh, trong lòng chi phủ đại nhân lo lắng cho an nguy của ngụy Huynh nên mới phái Hoác công tử đến thăm. Nhạc ngưng nhất thời hiểu được Hoác chi phủ ngộ thương Ngụy Kỳ Chi cho nên đáy lòng mới hổ thẹn, đành phải phái hoắc Ninh qua đây. Nhạc ngưng gật đầu chào Hoác Ninh, còn hoắc Ninh ngành cổ chắp tay chào lại nàng nhạc ngưng lập tức đi vào trong trước mặt tần hoan cũng trống trải nên đương nhiên nàng nhìn ngay thấy hoắc ninh tần hoan chỉ cho rằng ở đây chỉ có hai người nhạc thanh và ngụy kỳ chi đương nhiên không nghĩ đến hoắc ninh cũng ở đây trong lòng có hơi kinh ngạc giống như nhạc ngưng nhưng trên mặt không hề có biểu hiện gì nàng đi vào cửa xong chỉ nhún người coi như chào mấy người trong phòng lúc nhạc ngưng đi vào thì nhạc thanh không có phản ứng gì thế nhưng đến khi tần hoan xuất hiện thì nhạc thanh lập tức chạy đến đón cửu cô nương đến rồi lại làm phiền ngươi đến đây chuyến này rồi có điều hiện tại chỉ có y thuật của cô nương mới có thể cứu được ngụy huynh tần hoan khẽ cười không hề phiền chỉ bệnh cứu người là lẽ đương nhiên tần hoan trả lời đơn giản rồi lướt mắt nhìn quét qua ngụy kỳ chi vẫn đang nằm trên giường nhỏ nếu so sánh với ngụy kỳ chi hôm đó bị trói trên giá gỗ máu me đầy mặt thì ít nhất hôm nay hắn cũng rửa mặt trải đầu thay y phục mới hoàn toàn tóc hắn được buộc lên gọn hàng cả khuôn mặt lộ rõ ra bên ngoài khuôn mặt tuấn lãng gò má có góc cạnh rõ ràng mặc dù có chốt tương tự với ngụy môn chi thế nhưng so sánh thì ánh mắt hắn có vẻ rực rỡ hơn ngụy ngôn chi xử sự, sự rất chu toàn thậm chí còn có vẻ cẩn thận quá mức mất tự nhiên còn đôi mắt của ngụy kỳ chi sáng ngời chấn nhiếp người trong quan sát của tần hoan thì đó là ánh mắt của một người vô tư lòng dạ ngay thẳng, không hề khiến cho người ta phản cảm. Tần hoan lại một lần nữa tầm quan trọng của xuất thân danh gia vọng tộc, hắn căn bản là con trai trường, từ nhỏ đã nhận được sùng ái vô vàn, lớn lên trong hoàn cảnh đó thì đương nhiên ngụy kỳ chi không sợ trời không sợ đất, khó mà kiềm chế được tính tình. Tại hà ngụy kỳ chi, gặp qua cửu cô nương. Ngụy Kỳ Chi quan sát một lúc rồi ngay lập tức định chống mép giường muốn đứng dậy. Tần Hoan tiến lên một bước, "Ngụy công tử không cần đa lễ, vết thương trên chân Ngụy công tử tốt nhất đừng nên cử động." Giọng nói Tần Hoan không nặng, nhưng trong lời nói lại có dũng khí mơ hồ làm cho người ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngụy Kỳ Chi ngay lập tức dừng lại rồi chậm rãi nằm xuống. Nhạc Thanh thấy thế cũng cười cười, "Thật sự Ngụy huynh cũng không cần đa lễ." cửu cô nương không phải người tầm thường nàng nói cái gì thì chính là cái đó đừng coi trọng mấy nghi thức xá giao này vết bầm xanh tím trên mặt ngụy kỳ chi còn chưa tan hết nghe thấy thế hắn cũng nhếch miệng nói một khi đã như vậy tại hạ liền thất lễ rồi nhạc thanh cười xua tay đừng có thất lễ hay không thất lễ nữa nói xong nhạc thanh lại chạy đi lấy ghế đến đây ngồi đi cửu cô nương mau ngồi xuống sự ân cần của nhạc thanh thì ngay cả nhạc ngưng cũng nhìn ra được chứ đừng nói hoắc ninh và ngụy kỳ chi cùng là nam tử ngụy kỳ chi chỉ cười mà không nói gì còn hoắc ninh lại hơi nhíu mày từ lúc tần hoan vào đây thì chỉ nhìn hắn đúng một cái một chút biến hóa cũng không có thế nhưng nhạc ngưng còn chưa kịp nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi thì hắn đã hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lại từ lúc tần hoan bước vào đây thì gian phòng này đột nhiên chật trội đến mức hít thở cũng khó khăn rồi hắn định cất bước rời đi, thế nhưng dưới chân lại như mọc rễ cắm chặt xuống đất không nhúc nhích được. Nghĩ đi nghĩ hải thì lẽ ra hắn đã về từ lâu rồi, nhưng vì nghe thấy tần hoan sắp đến đây khám bệnh nên hắn mới nán lại chờ. Hoác Ninh nhìn tần hoan, đáy lòng dâng lên một cảm giác hoảng hốt. Chẳng lẽ trước đây hắn đã đối xử với nàng rất xấu xa? Xấu đến mức hiện tại ông trời đang muốn trừng phạt hắn. Hắn hiện tại giống như đang mê muội toàn bộ tâm tư đều đặt ở những chuyện có liên quan đến nàng, có phải trước đây nàng cũng như vậy với hắn không? Nghĩ đến đây, nỗi muộn phiền nơi đáy lòng Hoác Ninh cũng phai nhạt đi chút ít. Hoác Ninh khó khăn lắm mới tự an ủi được chính mình, thế nhưng chỉ chớp mắt sau đã thấy ánh mắt nhạc thanh nhìn tần hoan vừa chăm chú vừa tỏa sáng lại khiến cho trong lòng hắn bức bối. Muộn phiền ban nãy vừa mới giải tỏa giờ đã quay trở lại bùa vây toàn bộ trái tim hắn khiến cho hắn càng khó chịu hơn nữa chẳng lẽ giữa tần hoan và nhạc thanh đã nảy sinh tình cảm gì rồi tần hoan ngồi trên ghế mà nhạc thanh mang đến vì nàng đến đây để khám bệnh cho ngụy kỳ chi cho nên không thèm để ý gì đến ánh mắt của hoắc ninh nàng lên tiếng ngụy công tử đưa tay ra đây ngụy kỳ chi vội vàng vươn tay ra tần hoan vừa nhìn đã thấy nốt đỏ trên tay hắn còn chưa tiêu hết đầu món tay nàng thăm dò mạch đập ở cổ tay hắn rồi nói trước đây không có ai nói cho công tử biết công tử thường xuyên nổi nốt đỏ là do bị sơn ăn đương nhiên ngụy kỳ chi biết rõ việc này thế nhưng lại lắc đầu thở dài chỉ hận không được gặp cửu cô nương sớm hơn như thế thì câu đố này mới sớm được giải rồi tài hạ cũng chưa bao giờ nghe nói đến sơn nước có độc cả sơn nước chỉ có hại đối với một số ít người người bình thường cũng không ngại gì tần hoan lại bồi thêm một câu ngụy kỳ chi gật đầu cửu cô nương quả nhiên đúng như lời nói của nhị công tử, tại hạ thụ giáo rồi. Trên mặt tần hoan hoàn toàn không có vẻ e lệ của nữ nhân gia bình thường, ngược lại nàng thoải mái đáp. Lời nói của nhị công tử có nhiều chỗ phóng đại quá rồi, ngụy công tử tùy tiện nghe một chút là được rồi. Đổi qua tay kia. ngụy kỳ chi chừng mắt nhìn sang nhạc thanh, con mắt cũng có vẻ đồng tình với tần hoan. Bắt mạch xong tần hoan vén tấm thảm mỏng phủ trên chân ngụy kỳ chi lên, bên dưới thảm ống quần bên chân trái của ngụy kỳ chi bị vén lên đến đầu gối trên cẳng chân quấn một vòng bông vải mùi thuốc cũng nhàn nhạt, nhạt bay ra vẫn dùng cao kim ngọc nối xương à ngụy kỳ chi gật đầu vị đại phu đêm qua nói kim ngọc nối xương là tốt nhất rồi nên vẫn không kê thuốc mới tần hoan gật đầu quay người bắt đầu tháo băng vải quấn trên chân ngụy kỳ chi ra trước đây dùng kim ngọc nối xương là tốt nhất thế nhưng hiện tại thì không nên chân của ngụy công tử có lẽ đã chịu hai lần thương tổn nói đến đây trên mặt ngụy kỳ chi cũng đau khổ đúng vậy đại lao phủ nha cũng không phải chỗ vui chơi lời này của hắn mang ý trêu ghẹo khiến cho tần hoan phải ngước mắt lên nhìn hắn một cái mới nghe hắn nói vài câu đã thấy điểm khác nhau rất lớn giữa ngụy kỳ chi và ngụy môn chi ngụy môn chi đâu dâu cũng chu đáo lễ nghĩa vẹn toàn đến mức hoàn hảo thế nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không đùa giỡn giống như ngụy kỳ chi này giống như một lớp vỏ bọc bao phủ bên ngoài con người hắn, cho dù hắn có đứng cạnh ai thì chung quy lại cũng sẽ có một tầng ngăn cách. Còn Ngụy Kỳ Chi lại không như vậy, lời nói hắn thỉnh thoảng có vẻ trêu chọc thế nhưng kỳ quái ở chỗ hắn không khiến cho người ta cảm thấy lỗ mãng, ngược lại lại thấy rất thân thiện. Nghĩ đến trước đây nhận được tin nói rằng thanh danh Ngụy Kỳ Chi ở Ngụy phủ không được tốt khiến cho quốc công phủ không xem vào mắt, điều này cho thấy nguyên nhân chính là ngụy kỳ chi không phải là người sành sỏi khéo đưa đầy tần hoan tạm thời coi hắn là một người vừa cởi mở vừa tùy tiện giúp người khác gánh lấy ô danh cũng không phải là trò vui tần hoan nói xong thì mạnh tay xé lớp băng trong cùng ra ngụy kỳ chi hí lên một cái rồi thở sâu đau đớn khiến lông mày hắn nhíu chặt lại thế nhưng hắn vẫn nhếch mép nói lúc đồng ý cũng không nghĩ là sẽ bị đánh gãy chân mà gãy thì gãy rồi, còn thanh minh nữa chẳng phải sẽ mang tiếng thất hứa với tiểu cô nương sao? Vì để đôi bên cùng tốt đẹp thì ta đành phải kiên trì gánh vác đến cùng rồi." Phụt, tiếng Nhạc Ngưng nhịn không được bật cười. Gãy một chân, lại đến đại lao cửu tử nhất sinh, con người của Ngụy công tử Lạc Quan thật nhỉ, đến như vậy rồi mà vẫn còn có thể vui đùa. Ngụy Kỳ chi nhíu mày, ngay cả đôi mắt cũng muốn vặn xoắn lại, thế nhưng trong miệng vẫn tỏ ra không có chuyện gì quận chúa khen nhầm rồi, kỳ thật hai tháng nay tại hạ trải qua cực kỳ phiền muộn, nếu như nói với người ngoài thì có lẽ người ta sẽ cho rằng đây là cuốn chuyện cười mà trên phố người ta vẫn hay đem ra giải trí. Dù sao cũng đã khổ như vậy rồi, tại hạ không thể khiến cho bản thân mình lại khổ sở hơn nữa. Động tác trên tay tần hoan ngừng lại một chút, nàng ngước lên nhìn, đây là khuôn mặt có ba phần tương tự với ngụy môn chi rõ ràng đang trao mày nghiến răng có vẻ đau đớn thế nhưng lời nói ra miệng lại có vẻ như cố nén cười hắn đã trải qua đau đớn và lăng nhục cỡ này thế nhưng tần hoan lại không hề đồng tình với hắn trái lại cảm thấy hắn da dày thịt béo ngay cả da mặt cũng dày lần này coi như cho hắn có thêm trải nghiệm kẻ mạnh sẽ tự mình vươn lên còn kẻ yếu hầu hết đều sẽ biện minh cho sự yếu đuối của mình tần hoan nghị luận với nhạc ngưng suốt dọc đường đi căn bản là vẫn cảm thấy một chút đồng cảm với hoàn cảnh trước đây của Ngụy Môn Chi. Thế nhưng nhìn thấy Ngụy Kỳ Chi, chút đồng cảm đó trong lòng Tần Hoan nhất thời tan thành mây khói. Nếu như chuyện này xảy ra trên người Ngụy Môn Chi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng Tống Nhu muốn mưu hại hắn, hắn đã là con vợ lẽ lại đánh gãy chân hắn, đó chính là ông trời đối xử với hắn quá bất công, đến lúc rơi vào cử tử nhất sinh trong đại lao đó nhất định sẽ là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn đối với hắn. Thế còn những chuyện của Ngụy Môn Chi mà xảy ra trên người Ngụy Kỳ Chi thì sao? Nhìn dáng vẻ đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt mà vẫn không quên trêu ghẹo chính mình của Ngụy Kỳ Chi, nhất thời Tần Hoan không đoán được nữa. Mối thù giết mẫu thân không hề nhỏ, điều này Tần Hoan không phủ nhận. Chỗ xương gãy bị nứt ra lần thứ hai, vết thương của Ngụy công tử đã có máu bầm. Nếu chỉ dùng kim ngọc đoạn tục cao thì sẽ không giảm sưng được, phải dẫn hết máu bầm bên trong chảy ra ngoài, nếu không thì cho dù xương có lành lại thì cái chân này của Ngụy công tử cũng sẽ bị dị dạng. Tần Hoan rất nhanh đã kết luận, Ngụy Kỳ Chi nghe xong câu này thì hơi choáng váng. Dẫn máu, dẫn thế nào? Tần Hoan khoa tay ra dấu trên chân hắn. Ở chỗ này, rạch ra, dẫn máu. Tần Hoan rõ ràng nhìn thấy khóe môi Ngụy Kỳ Chi run rẩy, ngay sau đó hắn thất giọng yếu ớt nếu như, nếu không dẫn thì sao? Thì ngụy công tử sẽ biến thành tên què, tên thọt, sau này cũng sẽ không cưới ngựa được, múa kiếm thì càng đừng nghĩ đến. Giọng nói tần hoan lạnh lùng nghiêm trang, khóe môi ngụy kỳ chi lại run dày. Cửu cô nương cắt, thế có ma phí tán không? Tần hoan gật đầu. Là ta cắt, có ma phí tán. Cả người ngụy kỳ chi tựa về phía sau. Thế thì được, cửu cô nương có thể dùng ma phí tán liều mạnh một chút không? Tần Hoan nhướng mày, không hiểu lời này có ý gì, Ngụy Kỳ Chi nhìn nàng nói. Tốt nhất là làm cho tài hạ ngủ hôn mê bất tỉnh ba ngày hai đêm đi, hoặc là lúc nào tỉnh lại chân đã khỏi rồi cũng được. Tần Hoan u ù cạc cạc, bên này nhạc ngưng và nhạc thanh cũng không nhịn được mà cười sang sắc. Nhạc ngưng hư một tiếng. Ta cứ tưởng Ngụy Công Tử là một nghĩa sĩ kiên cường cỡ nào, không ngờ rằng ngươi lại sợ đau như vậy. Ngụy Kỳ Chi nhách môi cười cười. Tài Hà không phải sợ đau, mà là là sợ máu, công tử chúng ta nhìn thấy máu sẽ choáng váng. Ngụy Kỳ Chi còn chưa nói hết câu thì một giọng nói sang sảng vang lên từ ngoài cửa. Đám người Tần Hoan quay đầu lại thì thấy Ô Thuật đứng ngoài cửa vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn thấy mấy người Tần Hoan đều nhìn qua đây nên chỉ nghĩ rằng bọn họ không tin lời mình nói, vội vàng chỉ lên trời thề thốt. Lời nói của tiểu nhân cực kỳ chân thật, tuyệt đối không dám lừa gạt hai vị nữ bồ hai vị tiểu thư biểu cảm của nhạc ngưng là kiểu khó xử một cách khó hiểu tần hoan cũng bất đắc dĩ cười khổ hai người các nàng liếc nhau thì ngay lập tức đã hiểu được đối phương đang suy nghĩ cái gì sao không nói ngay từ đầu rằng ngụy kỳ chi thấy máu là choáng váng đi nếu nói sớm thì chẳng phải hiểm nghi của hắn đã sớm được bài trừ sang hung thủ giết tống nhu ra tay tàn nhẫn như vậy nếu là ngụy kỳ chi thì mới ngay từ nhát kiếm đầu tiên hắn đã hôn mê luôn rồi các ngươi, đừng nghe hắn bịa đặt, nam tử hán đại trượng phu, sao lại sợ máu chứ? Cả người ngụy kỳ chi cố gắn chống lên được một nửa, trừng mắt lên hung dữ liếc ô thuật một cái. Tần hoàn nghe thấy thế liền quay đầu lại. Thế à, ngụy công tử không cần dùng đến ma phí tán rồi phải không? Bộp, một tiếng cả người ngụy kỳ chi ngã xuống giường, hắn ho nhẹ một tiếng, giọng nói lập tức trở nên lý nhí. Cửu cô nương nhân đức, trăm nghìn lần nhớ phải chọn loại ma phí tán nào mạnh một chút. chương 123, Tần Lệ cầu cứu 1. Trong tay Tần Hoan lại có thêm một bệnh nhân nữa, chính vì thế nên liên tục ba ngày nay nàng đều phải đến hầu phù. Hôm nay lúc nàng đến thì nhạc ngưng đã đứng chờ từ sớm, thấy Tần Hoan đến nàng liền nói ngay. Người còn chưa quay về, chúng ta qua kia chờ một lát vậy. Tần Hoan nhíu mày. Vết thương của hắn còn chưa lành, sao lại đi đâu rồi? Nhạc ngưng vừa dẫn Tần Hoan đi về hướng Đông Huyền vừa nói. Mấy vị đại nhân trong tuần lý viện đều đang xem xét lại chi tiết vụ án của Tống Nhu. Hôm qua từ Hà chạy qua đây nói chi phủ đại nhân đã chuẩn bị tấu sớ dâng lên kinh thành cho nên mấy ngày nữa phải đi cùng với đoàn hộ tống hai hiểm phạm lên kinh. Ngụy Kỳ chi nghe đến đây thì đứng ngồi không yên cho nên hôm nay hắn đã vào đại lao thăm Ngụy Ngôn chi rồi. Tần Hoan híp mắt lại rồi thở dài, hiện giờ đã sắp đến tháng 9 rồi, mà thường cứ vào cuối năm thì các châu phủ lại tổng kết cả năm rồi báo lên kinh thành, trong đó các vụ án liên quan đến lao tù là quan trọng nhất. Nhạc Ngưng tiếp tục nói: "Hiện tại kết luận của châu phủ quả nhiên giống như ngươi nói, chỉ có nặng mà không có nhẹ, đến lúc về đến kinh thành rồi thì đại khái cũng chỉ như vậy thôi." Ngụy Kỳ chi biết hiện tại nếu không đến gặp Ngụy Ngôn Chi thì sau này chắc chắn sẽ khó gặp rồi. Nói xong Nhạc Ngưng nhíu mày, có điều ta rất tò mò hắn và ngụy ngôn chi nói cái gì với nhau tần hoan đi cùng nhạc ngưng đến đông uyển rồi ngồi một lúc ở sảnh bên chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nhạc thanh vọng vào từ bên ngoài tần hoan và nhạc ngưng đứng dậy quả nhiên đã thấy nhạc thanh đi vào còn ngụy kỳ chi chống gậy được ô thuật đỡ ở phía sau nhạc thanh vừa đến đã nhìn thấy tần hoan và nhạc ngưng ở đây nên hắn nhanh chóng bước đến cửu cô nương đợi lâu chưa tần hoan nhún người nhạc ngưng đang định trêu ghẹo nhạc thanh mấy câu nhưng vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của ngụy kỳ chi nên nàng chỉ mấp máy môi rồi không nói gì nữa mấy người đi vào phòng trên mặt ngụy kỳ chi hơi gượng cười khiến cửu cô nương đợi lâu rồi tần hoan vừa lấy băng vải và thuốc mỡ ra vừa nói hôm nay đến đại lao có đạt thành được mong muốn chưa trên chân ngụy kỳ chi vẫn quấn tầng tầng lớp lớp băng vải vừa vào phòng đã được đỡ ngồi xuống tựa vào thành giường, một chân hắn gác lên giường, mà hiện nay lúc tần hoan tháo băng thì lông mày hắn cũng không động một lần nào. Đạt được mong muốn. Giọng nói ngụy kỳ chi hơi chua chát. Ta lại chẳng có mong muốn gì cả, chỉ là đến thăm mà thôi, suy cho cùng cũng là huynh đệ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Huynh đệ. Nhạc thanh nghe đến đây thì nhịn không được. Hắn đã hãm hại ngươi như vậy mà ngươi còn xem hắn là huynh đệ. Hôm nay người cũng thấy đấy, ngay cả nhìn người một cái mà hắn cũng không chịu. Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc. Sao lại nói nhìn một cái cũng không chịu? Nói đến đây Nhạc Thanh liền bất bình thay cho vết thương của Ngụy Kỳ Chi. Hôm nay Ngụy huynh có ý tốt đến thăm Ngụy Ngôn Chi, thế nhưng lúc Ngụy huynh vào đến đại lao rồi thì hắn lại chỉ ngồi yên ở bên trong rồi quay lưng ra ngoài, ngay cả cơ thể cũng không nhúc nhích. Ngụy huynh đã đợi khoảng nửa khắc nhưng hắn cũng không hề nhúc nhích, cũng không nói một câu nào ngụy kỳ chi cụp mắt cười khổ có lẽ hắn nghĩ là ta đến chế giễu nên trong lòng chắc chắn là có oán hận và khuất nhục cho nên mới không nói chuyện với ta nhạc thanh lắc đầu vết thương ở chân ngụy huynh nghiêm trọng như vậy ta vốn là không ủng hộ ngươi đi ngụy kỳ chi chỉ cười khổ không nói ô thuật vừa bê chén thuốc vào vừa nói nhị công tử không biết đấy thôi công tử chúng ta là người có tấm lòng nhân hậu nhất ngay từ nhỏ đã coi nhị thiếu gia là huynh đệ ruột thịt rồi hiện giờ trở thành như vậy thì tiểu nhân và công tử cũng không ngờ được tiểu nhân cả bụng tức giận đây này thế nhưng công tử lại nghĩ thoáng hơn nhiều nói nghị thiếu gia cũng không dễ dàng gì nhạc thanh lắc đầu không đồng ý nếu ai không dễ dàng cũng đều đi cướp của giết người thì trong thiên hạ sẽ có không biết bao nhiêu kẻ xấu với đạo tặc rồi ngụy huynh nhân hậu là tốt thế nhưng cũng không nên thông cảm cho ngụy ngôn chi ngụy kỳ chi lắc đầu không phải thông cảm dù sao tốt xấu gì cũng là huynh đệ với nhau nên ta chỉ muốn đến từ biệt hắn một lần mà thôi. Hai ngày sau hắn đã bị đưa đi kinh thành rồi, lần này từ biệt có lẽ cũng sẽ không gặp lại được nữa. Nói đến đây Ngụy Kỳ Chi lại như đang hồi tưởng lại nhiều chuyện trong quá khứ, hắn thở dài một hơi rồi nói: "Nghĩ lại trước đây ta cứ cho rằng mình đã đối xử với hắn rất tốt rồi, hiện tại xem ra ta còn không hiểu nỗi khổ của hắn, ít nhất trong việc liên quan đến mẫu thân hắn kia, đích thực là lỗi của ta." Ngụy Kỳ Chi vừa dứt lời thì không khí trong phòng đã nặng nề hẳn lên. Một lúc sau mọi người vẫn không nói câu nào, Ngụy Kỳ Chi lại đột nhiên thở dài. Ngay cả ta có sai thì cũng là sai sót nhỏ thôi, sau này mẫu thân hắn bị bệnh ta cũng đưa thuốc đến rồi. Năm đó mẫu thân hắn đã muốn đưa hắn đến nuôi dưới danh nghĩa của mẫu thân ta rồi nhưng lại không nỡ rời xa tình mẫu tử ngày đêm gắn bó, sau này nhịn đau tiễn bước hắn, cho nên mới đau lòng thành bệnh đúng là mẫu thân ta có hơi quá đáng thế nhưng thân thể mẫu thân hắn vốn đã suy yếu rồi, hiện tại cái chân này của ta đã đủ đền bù cho hắn. Còn chuyện kia ban đầu ta cũng chẳng định thanh minh gì rồi, như vậy coi như ta chẳng nợ nần gì hắn nữa nhưng việc hắn hại chết nhu biểu muội lại là ngàn không nên vạn không nên, hiện giờ coi như trừng phạt đúng người đúng tội. Đến lúc này nhạc thanh mới cười lên. Đúng là đạo lý này, ta biết dựa vào tâm tình của Nguy Huynh cũng tự cảm nhận được đúng sai trong chuyện này, một mình hắn làm náo loạn cả ba phủ không được yên. Hiện tại đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Tần Hoan chỉ tập trung thay thuốc cho Ngụy Kỳ Chi, đến tận bây giờ mới lắc đầu. Ngụy công tử thân là huynh trưởng, vốn đã là người bị hại, vậy mà hiện tại lại đau buồn vì Ngụy Ngôn Chi, thật sự khiến người ta cảm phục. Giọng nói Tần Hoan chẳng hề có vẻ gì là cảm phục, thậm chí còn mang theo ý mỉa mai nữa. Ngụy Kỳ Chi như bị vả miệng, ánh mắt cửu cô nương quả nhiên lợi hại, suy nghĩ nhỏ của tài hạ thôi cũng đã bị cửu cô nương nhìn ra được. Đại trưởng phu phải biết nhịn nhục mà gánh vác việc lớn, lần này tại hạ đã phải chịu nỗi oan khuất lớn, nên cho dù có hơi cào nhau một chút cũng là đáng mà. Còn nếu ta thể hiện ra dáng vẻ đang suy nghĩ thay cho hắn thì chẳng phải sẽ càng khiến các ngươi có thêm thiện cảm với ta sao? Nói không chừng vì cảm thấy được tại hạ là người trong tình trọng nghĩa, cho nên cửu cô nương mới thể để lộ ra bản lĩnh xuất chúng nói không chừng chân của tại hạ được khôi phục lại giống như người bình thường luôn. Tần Hoan nhíu mày. Chân của Ngụy công tử muốn khôi phục lại như thường cũng không dễ dàng gì. Cả người Ngụy Kỳ Chi dựa vào thanh giường. Xem ra mười vị mỹ nhân trong mã trường kia của tại hạ, kiếp này vô duyên với tại hạ rồi. Mọi người đều biết Ngụy Kỳ Chi thích ngựa, cho nên mỹ nhân trong miệng hắn đương nhiên là ngựa quý do hắn tốn rất nhiều tiền để nuôi dưỡng. Nhưng hiện tại chân hắn có vết thương, tương lai chắc chắn sẽ thành tật, một người què thì làm thế nào để cưỡi ngựa? Đôi mắt Nhạc Ngưng chuyển động, không có ai giúp ngươi à? Đại khái Ngụy công tử có thể thay đổi từ thuần ngựa chuyển sang mua bán ngựa. Dù sao Ngụy công tử cũng không muốn dấn thân vào quan trường nên tương lai cũng phải kiếm việc để làm. Nếu như dựa vào việc này mà dần dần trở thành thương nhân đệ nhất kinh thành thì chẳng phải sẽ thoát được danh hiệu phá của hay sao? Có lẽ là do Ngụy Kỳ Chi cũng thích lấy chính bản thân mình ra nô đùa cho nên mấy ngày nay ngay cả tính cách lạnh nhạt như nhạc ngưng cũng hùa vào trêu hẹo hắn mấy câu. Ngụy Kỳ Chi nghe thấy thế liền cười khổ. Quân chúa quả thực là chi kỷ, ngay cả nghề nghiệp tương lai của ta cũng đã giúp ta tính toán xong, quân chúa phải trở thành khách hàng đầu tiên của ta đấy. Chỗ ta có một hán huyết bảo mã của Tây Nhung, tên là Đạp Tuyết, màu lông thuần khiết sắc bén và lạnh lùng hơn băng tuyết có thể nói cực kỳ thích hợp với quận chúa. Nhạc ngưng nhíu mày. Lời này mà ngụy công tử cũng nói được ra miệng sao? Công tử ở lại hầu phủ, ăn uống sinh hoạt tất cả đều là dùng thứ tốt nhất, lại còn có đệ nhất y tiên của thành cẩm châu mà tổ mẫu ta chuyên dùng đến chữa trị cho ngươi. Ngươi không biết điều mà tặng huynh muội bọn ta mỗi người một con thì thôi, vậy mà lại còn không biết xấu hổ tính thêm tiền. Nhị ca, uổng phí ca ca xưng huynh gọi đệ với hắn. Sắc mặt ngụy kỳ chi sầu khổ, sau đó nhìn sang nhạc thanh cầu cứu viện nhạc thanh đang định cười cười giải vây cho ngụy kỳ chi thì tần hoan bên cạnh lại gật đầu lời quận chúa nói đúng thật là cực kỳ có lý vừa nghe câu này nhạc thanh định thốt ra câu ngươi chớ nghe muội muội ta nói bậy thì ngay lập tức biến thành ta cũng cảm thấy đúng là như vậy ngụy kỳ chi nghe thấy thế liền trợn chừng mắt nhìn nhạc thanh dưới chân đã đau nhưng trong lòng càng đau hơn quan sát vết thương trên chân của ngụy kỳ chi xong tần hoan vừa thu dọn thuốc mỡ vừa hỏi chị điện hạ ở đâu nhạc ngưng trả lời hai ngày nay hắn ở trong quân doanh làm sao thế tần hoan nói luôn vết thương trên người hắn vẫn còn chưa lành đúng ra là đã đến lúc đổi thuốc mới rồi nàng ngừng lại một lát rồi lại nói nếu không gặp được người thì ta để thuốc mỡ lại trong phủ vậy đợi khi nào chị điện hạ trở về thì xin nhờ quận chúa chuyển qua giúp nhạc ngưng còn chưa lên tiếng thì nhạc thanh đã cướp lời có lẽ mấy ngày tới chị điện hà cũng sẽ không quay về đâu nhạc ngưng và tần hoan cùng nhìn về phía nhạc thanh hắn gãi gãi cổ rồi nói chị điện hà phải giúp phụ thân chỉnh đốn lại thể chế của nhạc gia quân có lẽ phải ở trong quân doanh năm sáu ngày nữa mới trở về tần hoan nhíu mày nhị công tử có phải đến quân doanh không nhạc thanh gật đầu đương nhiên phải đi rồi tần hoan lấy thuốc mỡ trong tay áo ra Vậy thì nhờ nhị công tử giúp ta giao vật này cho trì điện hạ, phải dùng thế nào thì tự hắn biết rồi. Tần Hoan chủ động tìm hắn giúp đỡ nên đương nhiên nhạc thanh cực kỳ vui mừng mà nhận lấy lọ thuốc. Tần Hoan ngẫm nghĩ rồi lại nói. Lại xin nhờ nhị công tử dặn dò một câu, xin trì điện hạ phải kiêng không được động võ, đừng để cho miệng vết thương lại rách ra lần nữa. Đương nhiên nhạc thanh vui vẻ đồng ý, Tần Hoan nói lời cảm tạ rồi mới đi ra ngoài cùng với nhạc ngưng. Tần Hoan đi chưa được mấy bước liền nói. Ta đúng là gắn bó keo sơn với hầu phủ, tự nhiên lại có thêm một người bệnh nữa. Nhạc ngưng bật cười, nhìn sang Tần Hoan chọc tức. Lại không biết người nào mới thực sự khiến cho ngươi quan tâm. Tần Hoan chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng chẳng khác gì bình thường. Đương nhiên đều như nhau cả. Nhạc ngưng muốn nói lại thôi, nghĩ đến cũng không nên nhiều lời nữa. Tần Hoan đi cáo biệt thái trưởng công chúa sau đó nhạc thanh tự mình đưa tần hoan đi đến trước cửa phủ rất nhanh sau đó xe ngựa của tần hoan đã chậm rãi rời hỏi hầu phủ nhìn xe ngựa dần dần đi xa khuất sau một ngã rẽ ở góc đường ánh mắt hoắc ninh vẫn còn nhìn chằm chằm vào phương hướng xe ngựa vừa rời khỏi mãi một lúc vẫn chưa cử động phi tuyền đứng bên cạnh khẽ nói sao chủ tử không đến chào hỏi khóe môi hoắc ninh nhếch lên nàng ta là ai dựa vào cái gì mà ta phải đến chào hỏi? phi tuyền biểu môi chủ tử đã đóng cửa không ra khỏi nhà nửa tháng rồi, sau đó gặp cửu cô nương lại bắt đầu thấy khó chịu. không biết là chủ tử sợ cửu cô nương hay là bị làm sao? hóa ra cũng không phải là như vậy. nghe thấy lời này thì trong lòng hoắc ninh lại cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. đúng vậy, cũng không phải do hắn sợ tần hoan, là do nàng vẫn luôn dõi mắt theo hắn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 124. Tần Hoan trở về Tần Hoan, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hướng Lâm Phong Viện cũng không thấy có động tĩnh gì. Mấy ngày Tần Hoan ở Hầu Phủ cũng chưa từng được gặp Diêu Tâm Lan, mà Diêu Tâm Lan cũng không cho mặc thư đến mời. Tần Hoan cả thấy hơi mệt mỏi thế nên cứ thế quay về Đinh Lan Uyển. Về đến nơi, khắp Đinh Lan Uyển hoàn toàn yên tĩnh, Tần Hoan đi thẳng vào nhà chính vừa mới vào đến nơi lông mày nàng đã nhíu chặt lại phục linh đi từ phía sau đến thấy thế cũng tò mò hỏi tiểu thư làm sao thế tần hoan nheo mắt nhìn quét qua sảnh ngoài rồi lại bước nhanh vào trong phòng có người đã vào đây phục linh ngạc nhiên à có phải là người lần trước không tần hoan nhìn xung quanh rồi đi vào thư phòng sau đó nhìn lên sách đặt hơi so le trên kệ rồi gật đầu có lẽ vẫn là nàng ta lần này mục đích chính của nàng ta là thư phòng Phục Linh trao mày. Là ai nhỉ? Có phải một trong bốn người kia không? Tần Hoan đi đến giá sách, nàng chỉnh đốn lại lần nữa cho trình tề rồi sau đó mới cong môi cười chế giễu. Muốn biết ai đã vào đây thì cũng cực kỳ đơn giản. Ngày trước ta bận làm thuốc cộng thêm phải nghiệm thi nữa nên không để chuyện này trong lòng. Hiện tại ta đã rảnh rỗi rồi. Nói xong Tần Hoan căn dặn. Em đi tìm mấy vị thuốc đến đây. Sắc mặt Phục Linh nghiêm túc, bắt đầu ghi nhớ những tên thuốc Tần Hoan vừa nhắc. Tần Hoan căn dặn xong rồi nói. Bảo ván hành đi lấy thuốc cùng em đi. Phục Linh vâng lời rồi vội vàng chạy ra cửa. Phục Linh vừa đi thì Tần Hoan cũng ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên có người tiến vào đây lần nữa, mà hiện tại không vào phòng ngủ mà chỉ đến thư phòng, chứng tỏ là trong thư phòng mới có thứ mà nàng ta quan tâm nhất. Mặc dù toàn bộ người trong phủ đều biết rõ sau khi Tần Hoan ngã xuống hồ thì đã quên hết những chuyện trước kia, thế nhưng hung thủ đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng chuyện đó mà người đi vào phòng này có lẽ là muốn tìm kiếm dấu vết gì đó rất nhanh sau đó phục linh và vãn hạnh đã mang thuốc quay về đinh lan uyên phục linh vốn tưởng rằng tần hoan muốn làm gì thế nhưng nàng lại thấy tần hoan chỉ ngồi cạnh cửa sổ mà điều chế hương liệu nghĩ đến tần hoan làm gì cũng đều có chủ trương cho nên phục linh không dám hỏi nhiều tần hoan bắt tay vào làm hương liệu đến tận lúc màn đêm buông xuống sau khi dùng xong bữa tối, Phục Linh khuyên nhủ. Tối nay tiểu thư ngủ sớm đi, án mạng ở hầu phủ không dễ dàng gì mới kết thúc, tiểu thư phải điều dưỡng thật tốt lại thân thể mới đúng. Tiểu thư uống canh sâm mấy ngày nay rồi, đúng là sắc mặt tiểu thư cũng tốt lên rất nhiều rồi. Tần Hoan Vốn cũng cảm thấy hơi mệt, đang định nghe theo lời Phục Linh nói thì đột nhiên ở phía cửa sổ phía sau vang lên tiếng, cộc một cái. Tần Hoàn liếc nhìn Phục Linh, Cả hai người đều nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm rồi. Thế nhưng rất nhanh, tiếng thứ hai vang lên, âm thanh đó rất rõ ràng, giống như có cái gì đó đang nện vào cửa sổ của các nàng. Phản ứng đầu tiên của Phục Linh chính là muốn chạy ra ngoài gọi người đến, thế nhưng Tần Hoan lại kéo tay nàng lại khiến cho Phục Linh kinh ngạc nhìn sang Tần Hoan. "Tiểu thư, không ra ngoài gọi người đến sao?" Tần Hoan mím môi rồi lắc đầu. "Cứ đi xem sao đã." người ta gây ra động tĩnh như thế chắc là có ý gì đó. Phục Linh hơi sững sờ rồi hiểu được ngay, nếu đã cố tình đến đây mà gây chú ý như vậy thì chắc chắn là không có ác ý. Phục Linh khẽ gật đầu nhưng vẫn hơi lo lắng, nàng đảo mắt rồi cầm cái chổi lông gà để bên trên đa bảo cắt lên. Còn Tần Hoan ở bên này đã đi nhanh về hướng cửa sổ đằng sau. Cửa sổ căn bản vẫn luôn đóng chặt, Tần Hoan thở sâu rồi giơ tay lên đẩy một cánh cửa ra. Cửa vừa mở ra thì đèn trong phòng cũng vừa dọi ra bên ngoài. Phía sau phòng của Tần Hoan chính là một góc vườn hoa của Đinh Lan Uyển, cũng trồng hoa lan, ở sát góc tường có hai cây liễu cổ đứng lặng im. Tần Hoan đảo mắt qua khắp nơi nhưng đều không thấy bóng người nào cả. Ngay lúc đang hoài nghi thì đột nhiên nàng phát hiện ở góc tường phía sau gốc cây liễu có lờ mờ hình dáng của một người đang đứng đó. Người đó cao lớn vững chãi, thế nhưng khuôn mặt lại bị che kín. Tần Hoan nhìn qua chỉ biết đấy là nam nhân, lại còn có vẻ hơi quen quen, thế nhưng cụ thể là ai thì nàng không nhận ra được. Tần Hoan còn đang nheo mắt thì đúng lúc này người đó đã lên tiếng. Cửu muội muội, có thể tìm một chỗ nói chuyện hay không? Giọng nói khàn khàn truyền đến từ dưới tảng cây, kèm theo gió lạnh ban đêm, trong phút chốc Tần Hoan đã phải mở to mắt nhìn. Tần Lệ, người đứng dưới tảng cây nói chuyện lại chính là Tần Lệ chỉ cách có khoảng 4, năm trưởng, thế nhưng Tần Hoan đang hoài nghi liệu có phải chính mình đang nằm mơ. Tường hậu viện của nàng cũng không tính là quá cao, thế nhưng nửa đêm nửa hôm mà Tần Lệ lại trèo tường vào đây. Hắn dùng cách thức như thế này đến tìm nàng quả thực là vừa hoang đường vừa quái lạ. Tần Hoan đứng yên trong phòng không nhúc nhích, thậm chí còn muốn đóng luôn cửa sổ lại. Cửu muội muội, ta có việc gấp muốn nhờ, có thể tìm chỗ nào nói chuyện không? Tần Hoan nheo mắt, bàn tay nàng nắm chặt lấy bệ cửa sổ, cũng chứng minh là bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đóng cửa lại. Bên này Phục Linh cầm chổi lông gà ra vẻ bầy thế trận chờ quân địch đến, lúc Tần Lệ lên tiếng lần đầu tiên thì nàng không nghe được, thế nhưng lần thứ hai này thì nàng lại nghe rất rõ. Phục Linh cảm thấy da đầu mình run rẩy, giơ tay lên kéo Tần Hoan lùi về phía sau. Tiểu thư, đã muộn thế này rồi, người không cần phải nói chuyện với nhị công tử tiểu thư tiểu thư đóng cửa lại đi trong lòng tần hoan cũng nghĩ như vậy tính cách tần lệ quái dị nàng cũng đã chứng kiến cho nên không hề có hào cảm gì với hắn mà nửa đêm hắn xong đến viện của nàng thì nhất định không phải là việc có thể để người khác biết là chuyện gì mà không thể nói vào ban ngày phải chờ đến tận tối khuya mới nói được tần hoan thở sâu giơ tay lên định đóng cửa lại cửu muội muội xin cửu muội muội cứu ta một mạng Tần Hoan đóng cửa được một nửa rồi đột nhiên thấy Tần Lệ gấp gáp tiến lên một bước, vừa nghe được lời hắn nói thì tay nàng cũng ngừng lại, nàng lập tức nhớ đến chuyện Tần Lệ bị nhiễm bệnh. Đã nhiều ngày nay Tần Lệ không hề ra ngoài, đóng cửa không gặp ai không nói, nhưng ngay cả nô tỳ trong viện mình cũng bán đi, mà Tần Hoan nhớ rất rõ hôm đó ở cầm tú phường nàng đã nhìn thấy vết thương lở loét trên cổ Tần Lệ. Tần Lệ có bản năng của người thầy thuốc, phàm là nhắc đến cứu mạng hay chữa bệnh thì đều có thể khiến cho nàng bình tĩnh lại không ít ánh mắt tần hoan thâm trầm rơi lên người tần lệ lần này tần lệ đến đây rốt cuộc là vì cầu cứu hay còn có mưu đồ gì khác nếu như cầu cứu thì nàng có thể chữa trị giúp hắn chỉ sợ hắn có tính toán khác mà thôi tiểu thư bảo nhị công tử ngày mai hắn đến đi phục linh khẽ nói trong lòng vẫn cực kỳ bài xích vị nhị công tử này nửa đêm nửa hôm rồi, nếu như có bất cứ lời đồn nào lọt ra ngoài thì đương nhiên sẽ tạo ra sóng gió, mà tiểu thư nhà nàng lại không chịu đựng nổi những giày vò này nữa rồi. Cứu mạng thì cũng nên để ban ngày rồi đến, hiện tại muộn lắm rồi, nhị ca quay về đi. Tần Hoan nói xong thì đóng luôn cửa sổ lại, đóng xong nàng mới thoáng an lòng lại, Phục Linh cũng thở phào một hơi. Mặc dù lời nói tuyệt tình như vậy thế nhưng Tần Hoan vẫn đứng im ở đó chưa nhúc nhích. Còn Tần Lệ ở bên ngoài dường như cũng biết nàng chưa bỏ đi thì vẫn tiếp tục khe nói. Nếu như bệnh này có thể đến đây vào ban ngày thì sao ta lại dám làm phiền cửu muội muội vào lúc này chứ? Ta biết cửu muội muội hàng y tế thế y thuật cao mình, nhị ca thật sự là hết cách rồi nên mới đến cầu xin cửu muội muội cứu nhị ca một mạng. Nói xong đột nhiên Tần Lệ ho khan một trận, lông mày Tần Hoan cũng nhíu chặt lại. Đêm nay là một đêm hoàn toàn không hề có trăng hay sao gì cả, cửa sổ đóng lại rồi thì bên ngoài vườn lan lại tối đen như mực. Tần lệ che kín mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, dáng vẻ này của hắn mà đêm khuya đến đây không thể nói là không dọa người. Hai con mắt hắn nhìn chằm chằm vào tần hoan lúc vừa mới mở cửa ra, hiện tại khi nàng đã đóng cửa lại rồi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn không hề rời khỏi bóng người nàng. Qua một phút, rồi lại thêm một phút nữa, ánh mắt tràn đầy hy vọng của tần lệ theo thời gian trôi dần qua mà ngày một tối đi mặc dù người sau cánh cửa vẫn chưa nhúc nhích thế nhưng có vẻ như tần hoan đã quyết tâm không muốn mở cửa ra lần nữa vào lúc này rồi tần lệ cắn chặt răng xiết chặt nắm tay rồi đang định rời đi tần lệ chỉ cảm nhận được khí lạnh xâm lấn toàn thân thế nhưng lúc hắn vừa xoay người thì cánh cửa vốn đóng chặt ban nãy lại bỗng nhiên mở ra khiến cho sống lưng hắn cứng đờ phía sau vang lên tiếng nói nhẹ nhàng mà chậm chạp của tần hoan nhị ca đến phòng bên trái nói chuyện đi nàng vừa dứt lời thì cũng đóng luôn cửa sổ lại tần lệ bình tĩnh lại trong ngực lại hồi hộp phập phồng lên xuống hắn quay đầu lại thì thấy phòng bên vốn tối đen đột nhiên lại sáng đèn lên cửa sổ bên đó cũng được mở ra trong lòng tần lệ sôi sục vội vàng đi đến bên cửa sổ bên trong phòng phục linh khẽ nói thầm tiểu thư người đúng là Tần Hoan lắc đầu. Em ra canh ở bên ngoài, việc này tạm thời đừng để ai khác phát hiện ra. Phục Linh biết một khi Tần Hoan đã quyết định làm chuyện gì thì có 10 con ngựa kéo cũng không thay đổi được cho nên mới vội vàng nghe lời mà chạy ra ngoài chờ. Phục Linh vừa đi thì Tần Lệ cũng xuất hiện ở bên cửa sổ. Tần Lệ đứng ở bên ngoài, cũng không có ý muốn nhảy vào. Tần Hoan nhíu mày. Nhị ca còn muốn ta mời mới vào sao? Tần Lệ cười khổ. Cửu muội muội, vì an nguy của muội ta chỉ nên đứng bên ngoài thôi tần hoan chăm chú quan sát hắn một lúc rồi nói nghe nói ngươi bị bệnh nhiều ngày nay vừa rồi ngươi lại cầu xin ta cứu mạng tức là bệnh của ngươi đã nặng lên rồi hả nói xong tần hoan lại tiếp ngươi che hết khuôn mặt ngoại trừ không để cho người ngoài nhận ra ngươi là ai thì còn có phải là sợ người khác nhận ra bệnh tình của ngươi ánh mắt tần lệ đột nhiên sáng lên cửu muội muội chỉ có muội mới có thể cứu được ta Lời này cũng coi như ngầm thừa nhận phòng đoán của Tần Hoan khiến cho đáy lòng nàng nặng trĩu, nàng bước lên trước hai bước. Bỏ áo choàng và khăn trên mặt ngươi xuống. Nàng vừa nói xong thì Tần Lệ lập tức giơ tay lên định cởi ra, thế nhưng lại hơi do dự rồi ngừng lại. Cửu muội muội, ta hiện tại trông hơi đáng sợ, cửu muội muội ngươi. Tần Hoan nheo mắt, ta bảo ngươi cởi ra thì ngươi cứ cởi là được nàng ra lệnh như vậy thì tần lệ cũng coi như hạ quyết tâm mà cởi áo choàng với khăn bịt mặt ra. Hắn vừa cởi thì tần hoan mặc dù nghiệm thi mổ tích cũng không sợ mà hiện tại ra đầu cũng tê dần. Ngọn đèn trong phòng chiếu lên người tần lệ khiến cho khuôn mặt của hắn trông cũng rõ mồn một không sót chỗ nào. Tần lệ của trước đây, mặc dù trời sinh nét mặt tươi cười thế nhưng dáng người lại gầy gò, cho nên đôi lúc khiến người khác cảm thấy hắn rất gian trá nham hiểm. Nhưng suy cho cùng thì so sánh với người khác thì hắn cũng được coi như tuấn tú có phong cách riêng. Còn hiện tại, chỉ mới gần 10 ngày chưa gặp vậy mà Tần Lệ đứng bên ngoài cửa sổ kia lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhưng điều đáng sợ nhất là xung quanh khóe miệng hắn đã có mấy vết lở loét Màu tím đỏ lan từ chỗ những vết loét đó ra khắp nơi, mơ hồ còn có thể thấy được chỗ chảy mù. Ánh mắt Tần Hoan quét qua, trên khóe miệng hắn, sau tai, gáy đều có vết thương tương tự còn trên người hắn mặc đồ kín mít nhưng tần hoan không cần nhìn cũng biết nhất định mấy vết loét này cũng sắp phủ kín cả người hắn rồi. Tần lệ thấy rõ được cảm xúc nhấp nhô trong mắt tần hoan, hắn cười khổ. Xem ra cửu muội muội đã biết ta đây bị mắc bệnh gì rồi. Bệnh này khó có thể mở miệng, ta vốn không nên đến tìm cửu muội muội thế nhưng toàn bộ thành cầm châu đều biết cửu muội muội y thuật cao minh, mà việc này nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của ta chắc chắn sẽ bị hủy. Ta tin tưởng cửu muội muội, lại xin cửu muội muội cứu ta một mạng." Trong lòng Tần Hoan không thể nói là không chấn động, hôm đó nàng chỉ hoài nghi thôi chứ tuyệt đối không nghĩ đến đó là thật. Không chỉ là thật mà theo như Tần Hoan thấy thì bệnh giang mai trên người Tần Lệ đã phát ra hơn nửa tháng rồi, mà chẳng bao lâu nữa những vết loét và nốt đỏ tím sẽ lan ra rộng khắp cơ thể nửa người dưới của hắn, thậm chí trên tay cũng đã xuất hiện rồi mà bệnh giang mai là một loại bệnh vô liêm sỉ bậc nhất tại Đại Chu, là bệnh mà đám kỹ nữ thường xuyên mắc phải. Tần Lệ là nhị công tử Tần Phủ, mặc dù chỉ là con thứ xuất thế nhưng cũng vẫn thuộc hàng quý tộc, bên ngoài hắn cũng tài trí hơn người, trời sinh tính phong lưu. Thế nhưng Tần Hoan khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không đến mấy chỗ lầu xanh tuồng hát, nàng nghĩ mãi không ra làm sao hắn lại có thể mắc phải bệnh này. Cửu muội muội đương nhiên là muốn hỏi ta làm sao lại mắc phải bệnh này đúng không? Giọng nói hắn không lưu loát, đã không còn vẻ cợt nhà hoặc ra vẻ bí ẩn như trước đây nữa rồi. Hiện tại dáng vẻ gầy yếu lại bọc trong lớp áo choàng rộng nhìn như lung lay sắp đổ. Tần Hoan hiểu được bệnh này thế nào, cho dù chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày thì cũng nhất định sẽ bị bệnh này hành hạ. Chương 125. Việc này nói ra thì dài dòng, ta cũng không tiện nói chuyện bên ngoài cho cửu muội muội nghe nói đến đây, ánh mắt Tần Lệ tối sầm lại. "Ta cũng biết bệnh này cực kỳ khó trị, ở Đại Chu cũng chưa có ai có thể đảm bảo rằng nhất định có thể trị khỏi được bệnh này. Ta vốn định che giấu chuyện này để bảo tồn thanh danh, thế nhưng không biết vì sao trong lòng ta lại cảm thấy Cửu Muội Muội có thể làm được những chuyện không ai làm được, cũng giống như lần trước Cửu Muội Muội cứu Đại Tẩu vậy. Cửu Muội Muội, muội có đồng ý cứu ta không?" Giọng nói Tần Lệ run rẩy, trong mắt cũng lộ ra vẻ cầu khẩn tần hoan nhìn hắn như vậy thì thầm thở dài thế nhưng trên mặt vẫn hoàn toàn bình thản ngươi bị bệnh này bao lâu rồi ánh mắt tần lệ chớp lóe rồi cúi đầu bảy tám ngày rồi tần hoan ngay lập tức cười lạnh nàng tiến lên định đóng cửa sổ lại nhị ca nếu như không định nói thật cho tần hoan thì xin mời ở đâu đến cứ trở về đó đi tần hoan tuyệt đối không chữa trị cho những kẻ văn vở nói dối đừng 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 xin cửu muội muội bớt giận Tần Hoan vội vàng tóm chặt lấy khung cửa sổ. 13 đến 14 ngày, ban đầu ta chỉ mới mọc một ít mụn nước thôi cho nên cũng không để ý lắm, sau này mụn nước càng ngày càng lớn lên thì ta mới biết được tính nghiêm trọng. Tần Hoan nheo mắt, "Bệnh này bị nhiễm như thế nào? Ta biết thì nhị ca càng phải biết, xin hỏi nhị ca người mà lây bệnh cho ngươi giờ đang ở đâu?" Tần Lệ cười khổ, "Cái, cái này ta thật sự không biết, có điều không quan trọng lắm." trải qua việc này về sau nhất định ra sẽ giữ mình trong sạch. Chuyện này cũng không nên lộ ra ngoài, thậm chí phải phiền cửu muội muội chữa bệnh này thì trong lòng ta cũng cực kỳ áy náy rồi. Cho nên cửu muội muội à, muội chỉ cần chữa khỏi cho ta là được, còn những chuyện khác đừng quản nữa. Có một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu Tần Hoan. Vậy địa điểm mà nhị ca nhiễm bệnh chắc là không phải trong phủ chứ? Tần Lệ hơi kinh ngạc. Đương nhiên rồi, trong viện ta chỉ có hai thông phòng cùng ta lớn lên từ nhỏ, đương nhiên không phải các nàng nhiễm cho ta. Trong lòng tần hoan hơi yên ổn, sau đó lại nghiêm nghị nói. Nếu nhị ca đã cầu đến cửa thì cho dù bệnh đó có là bệnh không nên chữa thì ta cũng sẽ không bỏ mặc tính mạng của nhị ca, có điều. Giọng nói tần hoan trầm xuống. Có điều, có thể chữa khỏi hay không thì ta cũng không thể bảo đảm. Tự nhị ca cũng biết, người bình thường đã mắc phải bệnh này thì chỉ có thể chờ chết thôi. Đáy mắt tần lệ có một tia sáng hy vọng, hắn lùi lại phía sau một bước rồi liên tục cúi người khom lưng với tần hoan bái tà cửu muội muội chỉ cần cửu muội muội nguyện ý ra tay thì cho dù ta có chết cũng sẽ không oán trách không hối hận nói xong tần lệ ngẩng đầu lên cửu muội muội nếu như có bất cứ căn dặn gì thì từ nay về sau ta muốn chết cũng không chối từ đáy lòng tần hoan cười lạnh một trận con người lâm vào cảnh sinh từ quả nhiên khác hẳn lúc bình thường những chuyện này hiện tại đừng nhắc đến, Tối nay nhị ca đến quá gấp gáp nên ta không thể cho ngươi dùng thuốc gì được. Hiện tại ngươi cứ đi về trước đã, tối mai quay lại đây thì ít nhất ta có thể viết phương thuốc cho ngươi rồi." Dừng lại một chút rồi Tần Hoan Cố ép chính mình giữ vững trạng thái đoan trang khi đứng trước mặt Tần Lệ, nàng bổ sung: "Nhìn trạng thái những vết loét của ngươi thì vẫn còn chưa đến lúc nghiêm trọng nhất, thế nhưng cũng không được phép coi thường." Giọng nói Tần Hoan chân tĩnh, Tần Lệ nghe xong đương nhiên không dám phản bác hắn cực kỳ cảm kích khom người bái nàng một cái thật sâu rồi mới che kín mặt và trùm mũ lên sau đó mới xoay người rời đi hắn vừa đi thì tần hoan cũng đóng cửa sổ lại trong lòng nàng lập tức có nghi vấn sinh sôi còn nhanh hơn cỏ dại nghe thấy bên trong không còn tiếng động gì nữa thì phục linh mới biết tần lệ đã rời khỏi nàng bước nhanh vào trong rồi khẽ hỏi tiểu thư nhị công tử đã đi rồi à Rốt cuộc thì hắn mắc phải bệnh nguy kịch đến mức nào mà phải nửa đêm nửa hôm đến đây cầu chữa bệnh vậy?" Tần Hoan nhìn thoáng qua Phục Linh, thở dài. "Bệnh giang mai." Hai chữ này vừa nói xong thì Phục Linh thoáng rơi vào mơ màng, Tần Hoan thở dài rồi nói tiếp. "Cũng là bệnh mà người ta hay gọi là bệnh hoa liễu." "À, bệnh hoa liễu?" Phục Linh bây giờ mới sợ hãi. "Cái gì? Nhị công tử sao lại nhiễm phải bệnh này?" Tần Hoan nhìn lướt qua bên ngoài rồi cảnh cáo. Nói nhỏ chút, nói cho em là vì không muốn giấu giếm em, thế nhưng em cũng đường để cho người bên ngoài được biết. Phục Linh vội vàng che miệng lại rồi gật đầu lia lia. Đương nhiên là không rồi, tiểu thư, đừng nói hắn là người bệnh, mà tiểu thư người chữa trị cho hắn nếu để cho người ngoài biết được cũng sẽ bị bàn tán. Tần Hoan gật đầu, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm trọng. Thấy nàng như vậy Phục Linh lại hỏi. Tiểu thư, có phải rất khó chữa không? Tần Hoan gật đầu, rất khó, cực kỳ khó, ngay cả ta cũng không nắm chắc lắm. Phục Linh nghe xong cũng thấy hồi hộp, từ khi biết rõ tiểu thư nhà mình biết y thuật, Phục Linh từng chứng kiến Tần Hoan cứu được thái trưởng công chúa thập tử nhất sinh, rồi nhìn thấy Diêu Tâm Lan suýt nữa một xác hai mạng được Tần Hoan cứu chữa, rồi cả vết thương của Yến Chỉ hay Ngụy Kỳ Chi Phàm là người bệnh xuất hiện trước mặt tiểu thư nhà mình thì không ai mà nàng không chữa được khỏi cả. Mà lần nào cũng là tiểu thư nhà mình bắt mạch hỏi han kỷ lưỡng rồi mới định liệu, chỉ riêng có lần này Tần Hoan lại nói thẳng ra bản thân mình cũng không nắm chắc. Thế thì phải làm sao bây giờ? Nếu tiểu thư chữa không khỏi cho nhị công tử thì có khi nào hắn vẫn sẽ quấn lấy tiểu thư không? Phục Linh lo lắng không phải là không có nguyên nhân, Thế nhưng Tần Hoan đã có thể ở ven đường chữa trị cho Thái trưởng công chúa không quen không biết thì đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Lệ. Đây chính là bản tâm của người học y thuật. Và lại, trước đây mấy lần Tần Lệ thần thần bí bí nói chuyện với nàng khiến nàng cảm thấy được Tần Lệ dường như biết bí mật gì đó của Tần Phù. Có lẽ nàng muốn mượn cơ hội khám bệnh cho hắn để có thể biết được những bí mật này, rồi sau đó nàng tìm ra được hung thủ đang ẩn nấp càng ngày càng kỹ kia ra nàng tìm ra hung thủ giết chết Tống Nhu, đương nhiên cũng có thể tìm ra kẻ xấu trong tần phù. Ta là đại phu, hiện tại mạng của hắn toàn bộ nằm trong tay ta, nếu như hắn có ý định gây rối gì đó thì đương nhiên ta cũng sẽ không nương tay với hắn. Em cứ yên tâm đi. Tần Hoan nói xong thì trong lòng cũng kiên định, nàng đã chứng kiến quá nhiều người bình thường là kẻ ác, thế nhưng lúc bệnh nặng sinh tử ý chí cầu sinh rất mạnh vừa rồi nàng cũng nhận ra được ý chí đó trên người của tần lệ phục linh gật đầu vậy tiểu thư bọn ta bây giờ phải làm gì phục linh hỏi như vậy thì tần hoan đứng dậy bây giờ đương nhiên là đi ngủ hả phục linh hơi kinh ngạc đi ngủ tần hoan đi thẳng vào phòng ngủ phải em tắt đèn chỗ này đi chúng ta đi ngủ chuyện này không phải chuyện một chốc một lát ngày mai ta muốn đích thân đến kho thuốc trong phủ mặc dù tần hoan nói bản thân mình không nắm chắc thế nhưng nghe thấy lời này của nàng thì không hiểu sao đáy lòng phục linh cũng ổn định lại nàng tươi cười vâng lời rồi đi chuẩn bị nước cho tần hoan rửa mặt tắm gội bận rộn một hồi xong thì tần hoan cũng được nằm xuống đi ngủ có thể là trong lòng có thêm một chuyện để suy nghĩ cho nên đêm nay tần hoan ngủ không được yên giấc ngày hôm sau nàng đã tỉnh dậy từ rất sớm nàng đi bộ trong sân nhiều hơn ngày thường một khắc đợi đến khi ăn sáng xong mới dẫn Phục Linh và Vãn Hạnh cùng nhau đi đến kho thuốc. Phục Linh phát hiện ra mỗi lần đến kho thuốc thì Tần Hoan đều sai bảo Vãn Hạnh, còn đến tiền viện hay những việc khác thì sẽ sai khiến mấy người còn lại. Phục Linh âm thầm ghi nhớ những sở thích của Tần Hoan, định bụng sau này cũng sẽ sắp xếp như vậy. Tiểu thư, hôm nay người không có kê đơn thuốc. Tần Hoan gật đầu. Ta còn chưa nghĩ ra phải dùng phương thuốc gì, chỉ đến kho thuốc xem thử xem có thể quyết định được dùng phương thuốc nào không. Phục Linh gật đầu rồi quay lại nhìn vãn hạnh, thấy nàng chỉ đi chầm chậm ở tít phía sau, suốt dọc đường đi đều không phát ra một âm thanh nào hết khiến cho Phục Linh rất hài lòng. Mặc dù vãn hạnh hơi chất phác, nhưng làm việc chắc chắn mà cũng không tranh giành, đích thực là sau này có thể phát huy rất tốt. Những người không nói câu nào mà chỉ làm việc giống như vậy thì mới thực sự là nha hoàn tốt. Phục Linh thầm suy nghĩ, Đoàn người rất nhanh cũng đã đi đến kho thuốc. Người trông coi bên ngoài nhìn thấy người đến là Tần Hoan nên không dám ngăn cản, vội vàng nghênh đón nàng vào bên trong. Tần Hoan vừa vào trong đã có một tiểu nha đầu đi từ bên trong ra, có thể là nàng không ngờ lại có thể gặp được chủ tử trong phủ ở chỗ này nên mới hơi bối rối mà lui sang bên cạnh hành lễ. Tần Hoan liếc nhìn tiểu nha đầu kia một cái liền trông thấy gói thuốc trên tay nàng. Tần Hoan phất phất tay rồi không nhiều lời nữa mà đi vào trong chính đường. Tiểu thư, đó là tú cầm bên cạnh bát di nương. Đi được vài bước thì Phục Linh khẽ nói với Tần Hoan, Tần Hoan hơi xoay người lại, ngước đầu lên thấy tiểu nha đầu kia cuống quýt chạy ra ngoài. Hiện tại Tần Hoan chỉ nghĩ đến bệnh hoa liễu của Tần Lệ, còn những việc khác nàng không quan tâm. Tiền Bách nhận thấy Tần Hoan đến nên đã đứng ở cửa nghênh tiếp. Thịnh an cửu tiểu thư, đã mấy ngày không thấy cửu tiểu thư đến đây rồi, đêm qua tiểu nhân mới gặp được hai vị cô nương này ở đây. Tần Hoan gật đầu. Đưa ta đến kho thuốc xem thử, ta muốn làm ít thuốc cấp cứu cho thái trưởng công chúa, có quá nhiều loại thuốc nên ta muốn tự mình đến đây lựa chọn dược liệu. Tiền Bách Nhận vừa nghe thấy tên của thái trưởng công chúa thì không dám thất lễ, ông ta vội vàng gật đầu rồi dẫn Tần Hoan đi vào bên trong. Kho thuốc của Tần Phủ không nhỏ, mặc dù mỗi loại số lượng lưu trữ không nhiều như ngoài tiệm thuốc, thế nhưng chủng loại lại cực kỳ đầy đủ. Nhìn những ngăn kéo đựng thuốc bầy la liệt đủ loại trong kho khiến Tần Hoan gật đầu mãn nguyên. Đúng rồi, vừa rồi tiểu nha đầu kia đến lấy thuốc gì? Tần Hoan hỏi bâng quơ, tiền bách nhận liền khẽ nói. Đó là người của bát Di Nương, nói hiện tại nguyệt sự của bát Di Nương kéo dài quá mức nên mới đến lấy một liều thuốc về bồi bổ thân thể. Tần Hoan gật đầu, phụ nữ thường hay gặp những người có tình trạng kinh nguyệt đầm đìa không ngừng. Tạm không để ý đến việc này, Tần Hoan đi đến phía trước từng dãy tủ thuốc, đi hết một vòng thì trong lòng nàng đại khái đã có phương hướng, vì thế trong nháy mắt đã nghĩ ra được hai phương thuốc. Nàng lấy giấy bút viết ra, một cái đưa cho Phục Linh, một cái đưa cho Vãn Hạnh để hai người bọn họ chia nhau đi lấy. Hai phương thuốc này thoạt nhìn thì đều là chữa trị đau đớn về gân cốt, Lão nhân ra hay dùng thuốc này cũng là chuyện rất bình thường. Ban đầu tiền bách nhận vẫn đi kè kè sau lưng phục linh và vãn hành. Đại khái là thăm dò chứng bệnh xong sau đó biết rồi thì mới mất hứng mà đi ra ngoài. Tiền bách nhận vừa đi thì kho thuốc đã trống trải yên tĩnh trở lại. Tần hoàn nghĩ đến tiểu nha đầu vừa rồi kia rồi lại nghĩ đến bát di nương. Mới nghĩ đến đây thì tự nhiên nàng nhớ đến chuyện trước đây bát di nương đi từ trong rừng trúc tía ra sau này nàng cũng chưa hề quay lại bên đó nên cũng không biết bát di nương có còn đến rừng trúc tía nữa hay không mà nàng cũng không có cơ hội tra xét mục đích mà bát di nương muốn vào đó để làm gì tần hoan vừa đi vừa nghĩ nàng bước nhanh đến bên cạnh quầy có cất các phương thuốc tờ trên cùng chính là phương thuốc mà tiểu nha đầu kia vừa mới đến lấy cho bát di nương tần hoan nhìn thoáng qua hướng cửa thấy tiền bách nhận không có ở đó nên ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm phương thuốc đó lên xem. Vừa nhìn thấy thì lông mày nàng ngay lập tức nhíu chặt lại. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.